Kính thưa quý vị, trong suốt hai ngày 28 và 29 tháng 4, bà con phường Dương Nội bị cưỡng chế đất đai đã liên tục biểu tình ở Hà Nội đòi trả lại ruộng đất cho họ và trả tự do cho những người bị bắt trong vụ cưỡng chế ngày 25 tháng 4 cũng như trước đó. Hôm nay, những người dân Dương Nội đi cầu nguyện cho các dân oan bị bắt và các vong hồn ở khu vực Nghĩa Trang sắp bị giải tỏa cũng bị theo dõi và trấn áp. Trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, còn bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm bị bắt trong vụ cưỡng chế ngày 25 tháng 4 cho biết. Dạ thì từ sau khi chính quyền bắt trái phép, gia đình và dân chúng em khẳng định là bố mẹ em vô tội, chưa có phạm pháp vi phạm, không có ai có những văn bản chứng minh là bố mẹ em phạm pháp. Thế mà chúng bắt người dân chúng em thì đi đến bộ công an, đi khắp nơi thành phố Hà Nội, dân chúng em có thể đi hàng năm hàng tháng. Chúng em sẽ đi đòi trả lại tự do tất cả cho những người vô tội. Ngoài bố mẹ em ra thì còn có một số những dân oan khác nữa. Mấy ngày vừa qua, dân chúng em đi đến bộ công an, mặt trận và một số cơ quan khác. Đến ngày hôm nay thì là ngày 30 tháng 4, nhân dân chúng em thì có làm một cái lễ cầu bình an cho tất cả những người bị bắt. Thì làm lại cái cánh đồng mà hôm chúng nó cưỡng chế, trái pháp luật của dân chúng em. Làm cái lễ ở đấy thì chúng nó huy động rất là nhiều công an ngày hôm nay. Xe cảnh sát rồi công an lên đông lắm. Dân phòng và đầu gấu xã hội đen là đến để đe dọa dân chúng em, phát thanh loa để nó đuổi, nó yêu cầu là không được làm lễ. Thứ thế là sau dân chúng em mà lại chuyển xuống ruộng, trong khi nhân dân chúng em chỉ có thắp nén nhang để cầu cho các vong hồn mà đã bị ủi phá, cầu siêu cho tất cả những cái linh hồn, những cái vong ở tại cánh đồng, tại bãi tha ma cổ để chuyến đấy là phù hộ cho nhân dân chúng em, phù hộ cho những người đã bị bắt. Mà em cũng xin thông báo từ ngày bắt bố mẹ em đấy ạ. Thì đến ngày hôm qua, gia đình chúng em nhận được tin là mẹ em từ ngày hôm đấy đến ngày hôm qua là không ăn uống gì ạ. Thông tin này từ cán bộ của trại giam Sala, nghĩa là trại giam số 3 công an thành phố Hà Nội đấy ạ. Thì nay chúng em mới làm cái lá đơn nhưng mà chưa kịp gửi đơn bởi vì ngày hôm nay chúng em còn phải làm cái lễ đấy á. Em khẳng định rằng là trước khi bắt là chính quyền đã đánh đập mẹ em bất tỉnh ở đấy, đưa lên xe cứu thương. Thì họ đã không đưa đến bệnh viện để cứu chữa mà họ chuyển ngay sang trại giam. Thì như vậy đấy là cố ý là đẩy mẹ tình trạng sức khỏe và tính mạng mẹ em vào nguy kịch. Chắc là những ngày tới bà con sẽ đi đòi người, sẽ đòi đến khi nào mà người ta phải trả lại tự do cho những người vô tội và trả lại ruộng đất cho dân tài chúng em, trả lại hết tất cả và phải đền bù toàn bộ những cái thiệt hại về tinh thần, về sức khỏe cho nhân dân chúng em. Em xin nhờ khí đài lên tiếng để giúp đỡ nhân dân chúng em, đưa cái sự thật, đưa cái tội ác của chính quyền mà đã gây ra cho nhân dân chúng em ạ. Vừa rồi là anh Trịnh Bá Phương ở Hà Nội.